Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ứng dụng Công dân thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là app Công dân số, nhằm kết nối công dân và chính quyền. Đây là một ứng dụng di động thông minh, là kênh giao tiếp hai chiều giữa chính quyền thành phố và người dân bằng tương tác một chạm dễ dàng, thuận tiện. Thông qua app Công dân số, người dân có thể phản ánh các sự việc, gửi ý kiến góp ý, hiến kế các vấn đề mà mình quan tâm, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ xử lý của cơ quan chức năng. Người dân cũng có thể tiếp cận, tra cứu và sử dụng các tiện ích dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên nhiều lĩnh vực thiết thực với đời sống. Sự phát triển không ngừng và sức lan tỏa mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới thời gian qua đã kéo theo không chỉ những lợi ích mà còn cả không ít nỗi lo ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Thực tế cho thấy ở nhiều quốc gia đã ban hành các đạo luật để tăng cường quản lý, hạn chế mặt trái, phát huy những điểm tích cực làm sạch không gian mạng. Từ ngày 25 tháng 12 tới đây, Nghị định 147/2024 sẽ có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc các nền tảng xuyên biên giới phải thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Việc xác thực người dùng sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Định danh được người dùng mạng xã hội thì sẽ hạn chế được rất nhiều các cái tiêu cực diễn ra ở trên mạng hiện nay. Ví dụ như là cái tình trạng giả danh, mạo danh, bóc phốt, rồi đăng tải những cái thông tin xấu độc, lừa đảo. Về góc độ kinh tế số sẽ hạn chế được cái tình trạng mà vi phạm bản quyền nội dung số đang rất là nhức nhối hiện nay. Trước đó, năm ngoái, lần đầu tiên, 5 bộ ban ngành đã thanh tra toàn diện nền tảng TikTok tại Việt Nam, buộc mạng xã hội này phải có biện pháp khắc phục các sai phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ứng dụng công nghệ AI để rà quét nội dung dựa trên mẫu bộ gửi, qua đó giúp chặn lọc tự động các thông tin xấu độc, các quảng cáo trực tuyến vi phạm, đồng thời yêu cầu không quảng cáo, bật kiếm tiền đối với những trang kênh vi phạm. Các cái nền tảng xuyên biên giới, kể cả chưa có đại diện tại Việt Nam, khi mà làm ăn kinh doanh tại Việt Nam là phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Và nếu không tuân thủ là chúng ta có đủ năng lực để dừng toàn bộ hoạt động. Sắp tới thì Bộ Chính trị đã kết luận và giao cho Bộ Công an là làm cái luật về phòng chống tin giả. Thì tôi nghĩ là những vấn đề cơ bản về mặt thể chế sẽ được giải quyết. Năm 2018, chỉ có 10 đến 20% thông tin xấu độc được gỡ bỏ trên các mạng xã hội xuyên biên giới, thì đến nay tỷ lệ này đã đạt trên 95%. Thời gian đáp ứng của các nền tảng xuyên biên giới từ 48 tiếng rút xuống còn 24 tiếng và 12 tiếng. Trong trường hợp đặc biệt, xử lý gỡ bỏ thông tin xấu độc trong vòng 2 tiếng, đồng thời gỡ bỏ các trang, các tài khoản vĩnh viễn nếu vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, để làm sạch không gian mạng, một hoặc một vài đợt tổng kiểm tra hay chặn gỡ nội dung xấu độc là chưa đủ, bởi thế giới ảo cũng như thế giới thực, rác sẽ luôn phát sinh. Giáo dục cho cộng đồng hiểu được cái gì là nên xem, cái gì là không nên xem, và cái ý thức tham gia vào cùng cái xã hội để giải quyết cái vấn nạn đấy, nó mới là cái yếu tố cốt lõi. Việc mỗi cá nhân ý thức được những gì mình đang tương tác, tỉnh táo với những thông tin mình tiếp nhận không chỉ thể hiện là một người sử dụng mạng xã hội thông minh, có văn hóa và đạo đức, mà hơn hết đó là cách để giúp không gian mạng lành mạnh và an toàn hơn.